Xin chào các bạn, mình là Lisa. Các bạn đang theo dõi là clip hướng dẫn làm game Nightmare thứ 16. Trước khi bắt đầu, các bạn cần có cái process này. Nếu các bạn vẫn giữ thì các bạn phải tiếp tục như mình nói những clip trước. Và chúng ta lần lượt tải những cái này về import từ trên xuống dưới, không mất nhiều thời gian. Cái này có thể tải được từ website buildgame.org. Tất cả ở đây, phí là 1.000 ly, tương ứng với lại 1.000 đồng Việt Nam. Rồi, đó phần giới thiệu. Chúng ta sẽ đi vào VIP ngay, mình không thể giới thiệu sau nữa. Chúng ta ở clip trước đã làm cho con zombie này, đã làm được con zombie thứ hai, có thể bắn được tụi nó và chết cũng khá là ổn. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây khi chúng ta chơi xuất hiện cái lỗi bên phải, không rõ là lỗi gì. Thì sau khi làm clip 15 mình có nhìn kỹ lại một tí thì mình biết tại sao bị lỗi này. Lỗi này theo mình đoán các bạn rất khó Google ra được. Cái này phải dựa vào kinh nghiệm, dựa vào các bạn hiểu. Thì thực chất cái lỗi này là do các bạn đang kéo, và thấy trên này nhé, con zombie Bunny thì nó lấy từ cái refab, nhưng con zombie Bear này thì các bạn lại lấy từ một cái object ở trong higher key, tức là một object đã tồn tại trong scene game. Đây chính là vấn đề tại sao gây phát sinh lỗi đó. Các bạn chỉ cần thứ nhất là bạn apply con này xuống và bạn kéo kéo cái con zombie bia ở dạng refab vô đây. Bạn không lấy, bởi vì cái con cái chỗ này là cái chỗ để mà lấy mẫu để mình instant ra ở chỗ này. Thì nếu bạn chọn một cái object ở đây, khi object ấy bị hủy thì nó sẽ ra thông báo là not defined như ở đây. Mình đoán là như vậy. Thêm một cái vấn đề nữa là các bạn cần phải add một cái tag cho đây nữa, đó là enemy dead. Cái lỗi này nó mới ổn. Rồi ok, mình tắt cái này đi nhé. Rồi ok, như vậy các bạn thêm một cái tag và nhớ sửa cái lỗi chỗ kéo đấy nữa là các bạn có được ổn cái game này. Lúc này thì con zombie nó sẽ xuất hiện ra đều. Các bạn có thể bắn thử một tí cho vui vì đây lúc này là có thể chơi được rồi. Rồi nay mình sẽ làm thêm con elephant nữa, và nếu còn thời gian mình sẽ làm cho nhân vật này biết chết. Làm con elephant thì như thế nào cũng tương tự như vậy thôi. Các bạn có thể giữ lại một con này, bạn ở đây cũng được, không cần xóa hết tụi nó. Các bạn tạo ra một con elephant, kéo elephant này ra đây. Các bạn kéo con elephant này ra đây thì bản thân con elephant này nó có animation riêng của nó. Như vậy là các bạn có thể tạo ra một cái animation controller nữa. Nhưng ở đây mình muốn hướng dẫn cho các bạn một cái kỹ thuật mà Unity cũng đã hướng dẫn khi họ làm tới tutorial này, đó là cái animation override. Mình cũng không nhớ là mình biết làm cái này. Create đây, các bạn thay vì các bạn tạo animation controller thì cái này là animator override controller. Các bạn tạo cái này, các bạn sẽ có từ là elephant, thì mình cứ đặt là enemy C2 đi nhé. Rồi thì cái này nó lấy từ cái nào thì các bạn kéo cái animation controller cũ này vào trong đây. Đấy thì tại sao nó lại phân ra hai cái như vậy, mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao nó tồn tại cái animation override thôi nhé. Còn thứ nhất là các bạn nhìn ở đây, chúng ta có một nhân vật đơn giản với những cử động đơn giản như thế này, chúng ta phải tạo ra một cái sơ đồ như vậy. Các bạn tưởng tượng đến như một nhân vật phức tạp có hàng trăm cái animation, đấy là chuyện có thể nhé. Nếu có thể, đối với những game nhập vai lớn thì có thể, nói chung không tới hàng trăm chỉ cần vài chục thôi các bạn cũng đủ mệt khi cái mối liên hệ giữa những cái state này với nhau, là cái mối liên hệ giữa những state này, những transition này nó phức tạp. Thì các bạn cứ tưởng tượng cứ khoảng 10 animation thì các bạn có thể có tới khoảng 20 cái 20 tới hơn 20 tới 30 cái transaction này rồi. Và vì các bạn tạo tạo ra như vậy thì nó rất là phức tạp và tốn thời gian. Các bạn tưởng tượng như bây giờ chúng ta có hai loại nhân vật với hai bộ animation nhưng cùng một rule, tức là cùng một cái sơ đồ này, chỉ khác cái animation bên trong này thôi. Thì nếu như các bạn không có cái animator override này thì các bạn phải tạo hai lần. Chính vì vậy mà cái UI cho phép các bạn làm một cái gọi là override này. Khi các bạn ở đây, các bạn chỉ cần kéo, các bạn tạo như vậy rồi thì các bạn cần kéo cái
cái animation animator các bạn đã tạo cái lên đây, và các bạn chỉ cần thay đổi cái animation của nó thôi, tức là cũng cùng một rule diễn nhưng mà diễn khác nhau, sử dụng những cái animation khác nhau để diễn. Thì tương tự như vậy, ở đây là cái rule, cái animation của con Zombie Bunny, thì các bạn chỉ cần kéo cái animation của con elephant vào trong đây, kéo vào đây lại, thì các bạn kéo sẽ không thể thay đổi gì vì nó giống tên nhau nên không vấn đề. Nhưng khi các bạn trỏ vào đây các bạn sẽ thấy nó khác hoàn toàn. Vậy đấy, thì chính vì những rule như vậy mà các bạn sẽ có được con elephant này, và nó có cái kéo lên đây, vậy là có xong. Các bạn không phải tạo lại, các cộng không phải tạo lại hai lần, hai animator rất là nhanh. Lý thuyết là vậy thôi, nhưng mà sau này khi ứng dụng mình hy vọng sẽ có cái dịp là làm ứng dụng thật cho các bạn. Đấy, thì con elephant này nó đã có cử động rồi đây, tuy nhiên nó vẫn chưa biết dí nhân vật, cũng chưa biết ấy, cũng chưa biết ấy, thì ở đây mình sẽ làm cho nó dí nhân vật được, cũng tương tự như vậy thôi. Đây mình sẽ kéo con này xuống đây nhé. Đấy, kéo con này xuống đây và mình add tương tự như vậy. Đầu tiên là animation này đúng rồi nào. Make animation copy con này. Đúng lý ra thì cái này nó sẽ khác một tí nhưng mình nghĩ cũng không sao, kích thước của con này không có ảnh hưởng gì lớn lắm. Tới tới cái capsule này, capsule chắc chắn phải chỉnh lại rồi, nhưng mình cứ copy trước rồi đã. Bắt vào đây, con này nó sẽ lớn hơn bình thường, cho nên nó phải chỉnh lại. Đây thì ớt đây rộng hơn. 1.5 nhé. Ok, 1.5 như vậy là vừa rồi nhỉ. Ok, nó hơi to một tí cũng được, không vấn đề gì. Apply xuống capsule, rồi bây giờ tới audio sụt. Audio sụt thì con này nó có tiếng la của riêng nó, mình sẽ lấy cái audio của riêng nó. Con này là fetch elephant death. Cái hết thì mình sẽ xử lý sau nhé. Sorry, mình kéo nhầm rồi. Và elephant con này đang là bia đúng không? Kéo bia vô đây. Ok, mình cũng phải copy cái này luôn, bởi vì cái âm lượng mình cần copy cái âm lượng. Pass new. Ok, và chúng ta cần đổi cái elephant death này qua đây. Rồi, chúng ta đã tạm ổn cái chỗ này. Tới cái strip này, copy strip. Ok, thì về cơ bản thì những cái này nó cũng sẽ giống như giống hết thôi. Có cái máu này thì con này to thì các bạn có thể cho nó 3 máu, bự tí đam sẽ là 5, thoát delay thì ok, cơ bản như vậy, không cần phải chỉnh nhiều. Rồi, bây giờ chúng ta đã có một con mới, và chúng ta xem coi con này nó đã biết dí chưa nhé, biết dí như vật chúng ta chưa. Đấy, mình để cửa sổ sim thôi, các bạn không cần phải nhìn thấy cửa sổ game. Đây mình để cửa sổ game ở màn hình thứ hai của mình. Con này nó sorry các bạn, mình con này chưa có tag suitable. Đây, ok, apply xuống nữa, có tag suitable. Rồi chúng ta play thử, bắn hai con nữa này. Đấy, thì bắn hai cái đã chết rồi. Thôi kệ nó. Con elephant này, ok, con elephant này nó cũng bị một cái lỗi giống như con bia zombie. Đó là nó cái animation của nó có animation của nó có một cái event, và chúng ta cần phải tắt cái event đó đi. Animation đây, event đây, và cái event của nó để các bạn thấy đây, mới nhìn thì nó không có, nhưng mà các bạn khi kéo, ủa không, có thì mình cần chọn cái Z đây, nó đây, các bạn cần phải xóa cái này đi các bạn, hoặc là các bạn cứ để im đây, các bạn kéo qua bên này. Để mình xem cái đoạn nó chết là đoạn nào. Ok, cái này thì ngay đây thì mình sẽ kéo con này về ngay đây, và các bạn kéo cái object, mình cũng không nhớ lắm là con kia mình kéo object gì. Các bạn đợi một tí nhé, mình xem cái apply đi, rồi mình qua bên này mình xem con này mình lấy số liệu từ đâu. Đây, lấy từ Zombie Bunny và cái hàm Enemy Dead. Ok, thì cũng là con elephant này luôn. Chọn lại nhé, Elephant Dead.
Ivan và kéo cái con elephant này vào đây. Ok, và cái này sẽ là enemy death. Đấy, ok, như vậy thì nó sẽ mất cái lỗi Star Sinking. Star Sinking là cái event mặc định mà Unity gắn sẵn vô trong cái mô đồ của elephant này. Và chúng ta cần sửa lại theo cái mình ta đã làm ở đây. Vậy thì chạy nó sẽ không bị lỗi. Ok. Apply. Hỏi mình apply cái mình chỉnh nó không rồi. Con này bắn hai cái là chết rồi. Ok, không sao, kệ nó. Mình chỉnh nó sau. Đấy. Ok. Vấn đề còn lại chúng ta sẽ add con elephant này vào trong cái danh sách con quái luôn để cho con này nó ấy. Và rồi mình sẽ cái con elephant ra đây. Ok, thì chúng ta sẽ có ba con quái, con quái vật và có thể thêm spam ball nếu bạn muốn. Ở đây mình sẽ thêm spam ball luôn. Thì ở đây mình sẽ gắn ở phía bên này để con này nó đi từ nhiều hướng tới. D 5. Ok. Nó nằm ở đây. Rồi thì chúng ta có 6 spam ball thì chúng ta cần tăng cái này lên 6. Rồi chúng ta add thêm cái này vào. Thì nhiều con quái nó sẽ ra từ nhiều hướng. Rồi cái tốc độ spam delay ở đây mình sẽ call spam delay call. Spam delay mình để 1 giây nha, cứ 1 giây nó sẽ spam một con ra. Ok. Ủa, cái số 6 đó nhỉ? Ok. Reset. Ok, số 6 này mình bỏ này mình kéo nhầm nó rồi. Đây. Số kéo nó vào đây. Đang kéo vào góc này nhé. Rồi. Ok, kéo vào góc và cái này mình kéo lại. Rồi, vậy là sẽ mỗi giây một con. Mình cho cái tiếng nền này lên và cho nó nhỏ xuống. Ok. Rồi chúng ta play thử xem. Rồi chỉ play thử để xem cái con những con này nó spam ra có ổn hay không. Tức màn hình nó cũng bao quát hết nhỉ. Ok, tất cả nha. Như vậy nha. Rồi. Ok. Đây các bạn thấy con ơi bi bự của tao cũng được spam ra. Thì ở đây có một vấn đề là tỷ lệ của những cái con này cái tỷ lệ của những con này ra bằng nhau. Đúng lý ra là con elephant phải làm cho nó ít lại, nhưng không sao, đấy là game rule, các bạn có thể tự chỉnh được. Khó mình đây là mức cơ bản nhất đấy. Để mình bỏ qua cái chuyện con này hết nhé. Thực ra enemy hết đấy, các bạn biết làm thì cũng không khó, các bạn chỉ cần hẹp vô cái hàm enemy bị hit thôi. Và đấy, okay, bây giờ chúng ta sẽ tạm ổn có được nhân vật và những con thú này nó dí. Thì con ở đây con elephant mình sẽ cho tốc độ nó giảm xuống một tí, ở đây như không có speed à. Ok, không sao, nó không có speed thì nó không quan trọng lắm. Speed ở trong này chứ. Speed đây, thì con này sẽ đi chậm hơn. Mình sẽ cho là 1. Mình apply xuống, xem nó đi chậm hơn không nhé. Chữ mập thì, đấy, nó đi chậm hơn rồi đấy. Đấy. Mình thấy gì hơi chậm quá. Mình sẽ cho nó là 1.5. 2 đi. Con kia 2.5 đúng không? Con bên này 2.5 thì con này chậm hơn một tí thôi. Chậm quá thì nó sẽ trở thành vô dụng. Rồi, cơ bản với con elephant vậy là đủ. Tiếp theo là làm cho nhân vật chết. Thì đây nhân vật của chúng ta có máu, có máu là laser 100. Thì ok, cái âm thanh thì chắc cũng không cần đâu. Khi nào các bạn thích thì bật lên nhé. Nghĩ để nó ồn thì sẽ khó nói hơn. Rồi, vậy chúng ta sẽ kiểm tra xem là khi nào enemy này chết thì nó sẽ diễn cái diễn không. Rồi đây mình sẽ làm một cái biến 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 laser controller. Mình sẽ làm một cái biến để cho con này chết public, nó sẽ là bool
đi chết bằng fail là không chết nhé. Rồi đây mình xem về trước mắt là controller apply move là gì, hit down. Ok, đây mình if if layer HT mà nhỏ hơn 1 thì cái edit bằng true. Ok, mà chỗ này mình thêm một cái nữa, animator chấm set trigger, set trigger gì, các bạn con này có animation cũ ở trong này, ở đây trong này, animation ok trong này. Đây đó là cái lỗi không sao. Đấy. Sao thế nhỉ? Không nhớ ra cái này. Đoạn đoạn tí nhé. Moving. Moving. Chưa có add cái test vô trong đây. Chúng ta chưa add cái test vô trong đây. Thì chúng ta sẽ tìm tới cái nhân vật của chúng ta. Character. Phần layer đây, layer nó có cái depth đây, ok, mình sẽ kết depth. Thì cái depth này nó sẽ là any style. Mình sẽ add một cái biến ở đây nữa. Rồi trigger depth, ok, depth, depth rồi. Xong session ở phía đây. Và cái này điều kiện của nó khi chuyển sang session là đi dead. Ok rồi, làm xong nhé. Ok, mình tìm thấy chuyện của nó rồi, không sao, mình có cái đấy được rồi. Rồi mình set trigger cái dead này, trigger cái dead. Ok, mình không biết cái hàng này đúng không nhỉ. Ok, set trigger dead, dead. Rồi, mình thử xem nó có lăn ra chết khi bị hết máu không nhé. Mình sẽ giảm máu của nhân vật xuống khoảng 10 thôi, để gì bóc cho nhanh. Rồi, ta play thử. Chính. Đó. Ok, đấy, nó đã play đấy. Ok, và mình phải mình phải set set time cho nó. Đây, tức là phải diễn hết cái này. Bởi vì thật ra khi mà nhân vật chết thì là game over rồi, chúng ta không làm gì nữa. Rồi. Đấy. Đấy. Chết. Và nó sẽ không chết à? Chết rồi. Ok. Tại sao lúc nãy lại không chết nhỉ? Mình thử lại xem. Giờ có lỗi gì đây? 9 10. Có thể là do cái idle này nó missing hết exit time. Hết exit time. Tại sao cái này nó không lại gì? Set trigger, mình xem lại nhé. Tại sao? Đấy. Cái này nó vẫn còn à? Lại gì? Ok, vấn đề là cái thằng này nó không có thoát ra được. Tại sao nó lại không any stay? That's any stay. Đáng lý ra thằng này any stay solo. Interesting. Mình coi nè. Ok, nó chuyển ngay, tuy nhiên là chúng ta set liên tục. Và nó set liên tục nên nó sẽ bị cái này. Mình sẽ làm hit. If
Tên là khi bị chết rồi thì không làm gì nữa, nó là như vậy. Và ở bên con quái vật cũng vậy, con quái vật cũng vậy, chúng ta sẽ chuyển qua con enemy stay này, enemy stay này. Thế là mình cần cần liên kết với lại cái layer, cái con layer đây. Layer object file object hit enemy. Ok, hit transform. Không phải, layer chấm đi get component. Cái ấy là layer controller chấm get then return. Nó không đánh nữa đấy, không đánh nữa. Ok, cái đường HP. Ok, cái này là enemy bị đánh nha, enemy đánh, enemy attack đây, cái này là đúng. Đây là enemy bị đánh, bị bắn trúng. Còn chỗ này là enemy tấn công nè, nếu như mà coi nhân vật chết rồi nó sẽ tấn công, và nếu nhân vật chết rồi thì nó cũng sẽ không tìm đường luôn. Lúc đấy mình sẽ file player. Ok, file player set. Okay. Cái này có vẻ vấn đề với không ổn, cái này mình biết cái này chỉ gọi một lần thôi. Nhưng sao mình sẽ update cho mình file player hit hit player death thì cũng return và chấm enable theo là tắt cái tìm đường đi. Ok, ok, tất cả sẽ làm như vậy rồi, chúng ta thử xem nhé. À không, nếu mà vậy thì cái này army chấm set chick giờ cần làm cái gì nữa, bởi vì khi nó chết thì tất cả những con này phải ngưng diễn. Ngưng diễn thì chính là layer death trigger đây, điều kiện nó không phải đây là death. Đây mình sẽ cầm lên cái con này nữa này. Ok, con viên bi này, cái enemy sau của nó cái này. Ok, layer death, layer death. Cái này layer death, layer ở đây từ moving mà chuyển sang layer thì transition ở layer death. Ok, vậy thì chúng ta sẽ lấy cái layer death này, set cái layer death này, layer dead. Ok, mình hy vọng nó sẽ ổn. Rồi bây giờ chúng ta đang bị mất máu chết. Ok, và tất cả những cái điểm nghiêm hết đấy. Ok, đây chính là cái mình muốn, các bạn thấy không? Khi chết á, thì nó sẽ ngưng set ấy đi, và cũng thêm nữa phải ngưng span nữa nhỉ, ngưng span quái nữa, phải ngưng span quái nữa. Ok, thì cái con này ngưng span quái à. Ok, phải ngưng span quái thôi. Ok, có cái lỗi gì đây, bắt cái lỗi này restart level layer model. Ok, nó lại có một cái event nào đó trong animation nữa thì cái này là giống như là cái star syncing đấy, thì mình để sau nhé, đấy các anh dành tiếp sau. Bây giờ mình sẽ làm cho cái game controller này ngưng spam quái ra mỗi khi những vật chết, cái này cũng không khó. Chúng ta các bạn chỉ cần tạo một cái biến, không cần tạo, các bạn copy cái thằng ở trên này đây, cái thằng player này bỏ vào trong đây, mình copy cái lệnh này. Các bạn là hạn chế gõ lại không cần thiết. Player volume offset này star offset bằng trong đi star offset đây và star thì offset nhá, thường thường có cái vườn để có thể.
Ok, rồi mình bỏ cái này đi. Như vậy thì mình cũng sẽ kiểm tra xem là khi mà player chết này, cái hàng spam zombie instant zombie, cái này hàng advanced zombie này. Return cái chết thì return không có làm gì hết đấy. Như vậy cái chúng ta cần ổn, chúng ta thử lại nhé. Ok, bây giờ hit. Ok, này lăn là chết. Và cái này cũng sẽ ngưng ngưng spam luôn. Và có thể thấy là cái này thôi. Nó ngưng spam luôn. Game over. Đấy. Để mình xem cái star skin. Để mình chỉ cho các bạn, nếu các bạn có thể muốn vọc cái lỗi mà player mod event restart lỗi, thì các bạn vào trong cái player thì dead 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 thì không, cái player animation chọn cái dead thì chắc chắn nó sẽ có cái event ở đây. Đây đây là cái event event restart, thì mình sẽ sửa cho mất cái lỗi này luôn nhé. Các bạn chỉ cần đây chúng ta không có, cái mình sẽ kéo cái thằng nhân vật này về đây nhé. Đây để ta thành cái refactor này, refactor thì nó dễ. Và cái bây giờ này death cái này thì restart level. Ok, restart level thì mình sẽ gọi là gì, mình sẽ kéo kéo nhân vật này lên. Không có gì cả, mình kéo nó này, kéo trên này. Đây, ok, mình sẽ kéo nhân vật này lên đây. Và mình sẽ làm cái hàm restart level luôn. Đổi đổi nhé. Thì cái này là player. Player thì player offline animation. Player controller. Con đi này. Mình ok, mình sẽ viết code ở trong này. Player controller để làm cái hàm đấy. Void restart, mình sẽ làm cái debug game restart, sẽ nó chạy thẳng. Chắc là được rồi, mình thử. Nó được gì và ok, nó vẫn chưa hết. Là gì vẫn còn lỗi ở đây. Mission bây giờ đây, đây này. Hay là phải bất lực, mình thử xem nếu không phải bất lực. À cái này kéo sai rồi. Nó phải là cái, nó phải là cái bất lực hay không chưa biết nhé, phải bị bất lực đi. Cái này kéo sai một cái là cái đó, đang cái này là nó hơi rối. Nó đang có player nè, đây là refactor cho chúng ta tạo ra model. Model không phải phải cái gốc của nó. Đây player, cái test của nó, cái event của nó, cái này thì không phải kéo cái này, kéo cái này được. Được, không kéo được à? Sao thế này? Đây, kéo thằng này mới đúng. Đúng không nhỉ? Kéo thằng này thì mình không nghĩ kéo thằng này đúng, tại vì thằng này, trong thằng này nó không có cái hàm restart level. Để mình có thể thử xem sao. Đây là cái giỏi mình thiết kế cái kiểu này. Ok, lỗi. Ok, thì đến giờ chúng ta không tìm được cái gì à. Nói thế nào nhỉ, cái player này nó có một cái event dev này, có cái event như thế này, và cái event này mình gọi cái hàm này ra, và nó hàm này không có, chúng ta kéo object này vào.
Thì ok, cái này mình sẽ sửa ở lỗi sau. Để cho hết lỗi này thì mình sẽ xóa cái anh event này đi nhé, để các bạn không phải gặp lỗi. Ok, khi mình ép bọt ra mình sẽ bọt tất cả các nhân vật ở đây luôn. Mình clip hôm nay tạm thế thôi nhé, mình chạy nữa bỏ chắc là không có lỗi. Đấy, chết. Và khi chết thì mình phải ngưng, không thể điều khiển được, chúng ta vẫn còn điều khiển được. Đây là cái cơ bản là chúng ta đã không còn lỗi nữa. Clip sau mình sẽ làm cho nó điều khiển được, cho nên mình tắt cái làm gì đi. Đây thì cái này get 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 moving, đây apply moving thì if get mình xem nhé, mà bao quát nhất apply moving này, apply moving apply stop này. Vậy thì ở đây mình if xem mình sẽ là cái gì nhá. Cứ set all, đây là cái set luôn. Cái này mình không gọi ra sai như vậy, nhưng mà để nó đang chạy từ từ cả nhá, có thể mình cảm giác nó sai như thế nhá. Nên apply suit, nếu mà đi get bằng p, ok à mình luôn rồi, nếu đây như vậy vậy cái này là này trong này hơi phức tạp một tí. Rồi nếu ít không hiểu đây lắm. Cái này bị sai nhé, tất cả nó mình cũng không ảnh hưởng gì đó. Rồi thử xem khi chết có di chuyển nó bắn được không nhé. Đấy, là nó chết thì chúng ta không di chuyển được còn nhưng mà vẫn còn xoay được theo con ấy. Để mình xem cái xoay đó là cái hàm là turning đây, mình xem turning nó được gọi là đây là object turning thì if turning mình gõ đây cũng được thì tên đấy, nếu như mà như vậy đấy, đây là một cách giống như thay vì các bạn dùng if lòng bên ngoài, các bạn để bên trong cũng vậy, mình cũng sẽ không tin nên được, không xoay được. Chết. Hết xoay được, hết di chuyển được, hết bắn được. Đấy. Rồi, thế nhá. Mình nên tiếp tục làm cho còn rất nhiều thứ, chúng ta sẽ để dành cho clip sau. Hẹn gặp lại bạn trong clip sau nhé.